Phi Phụng đến trao 150 triệu cho nghệ sĩ Hoàng Lan, tiết lộ bệnh Parkinson của đồng nghiệp đã vào giai đoạn 4, người liên tục lắc lư. Nghệ sĩ Phi Phụng đến thăm, trao số tiền quyên góp và cập nhật tình hình bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ đoạn tin nhắn nhờ sự giúp đỡ từ nghệ sĩ Hoàng Lan, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vốn mang trong mình bệnh nặng, đến nay hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn khi số tiền còn lại của nữ nghệ sĩ đã cạn. Nghệ sĩ Hoàng Lan đã nhắn tin cho Phi Phụng: xin một số tiền nhỏ để mua thuốc, chị Phụng ơi cứu em với, mấy bữa nay hết thuốc mà em không có tiền, nên em làm phiền chị giúp em xin một ít mua thuốc, em mang ơn chị suốt đời, em cảm ơn chị nhiều. Nghệ sĩ Phi Phụng nhanh chóng lên tiếng kêu gọi sự giúp sức và đã kêu gọi được khoảng 150 triệu đồng để giúp đỡ người đồng nghiệp của mình. Hôm nay, nghệ sĩ Phi Phụng đã đến thăm và trao số tiền quyên góp được cho nghệ sĩ Hoàng Lan, cô viết: hôm nay Phi Phụng đã đến trao tiền cho Hoàng Lan rồi nè mọi người. Lần này gặp Lan thì thấy ốm hơn trước nhiều quá. Bệnh Parkinson làm cho Lan không thể ngồi yên, người lúc nào cũng lắc lư. Bệnh đã qua giai đoạn 4 rồi, sắp tới có thể Lan phải nhập viện để điều trị bệnh của mình. Nhờ trời Phật thương và sự giúp đỡ của tất cả mọi người giúp Lan có được một số tiền lớn trong lúc này. Để dễ trang trải, đây là hai clip mình mới quay hồi sáng. Một clip Lan tâm sự về bệnh tình, một clip Lan cảm ơn khán giả đã hỗ trợ cho Lan. Nghệ sĩ Hoàng Lan cảm ơn sự giúp đỡ từ khán giả. Tin nhắn cầu cứu của nghệ sĩ Hoàng Lan trước đó khiến nhiều người xót xa.